without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where mau mau.
đâu. Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi. Chỉ lần đầu gặp em, nhớ nhung theo anh từng đêm. Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về. Này người tình đầu tiên, có nghe tim anh bồi hồi. Chỉ một nụ cười thôi, khiến anh lòng ngây ngất. Này người tình đầu tiên, hãy cho anh xin một lần. Một lần được gần em, trọn đời mình dịu nhau. Về vùng trời tuổi thơ, đầy mộng mơ. Điều gì đó với ánh mắt sáng, khiến cho lòng anh biến đến lần đầu. Đèn trôi với bước tới bên, có muôn màu mơ em. Điều gì đó với mái tóc sớm, nhắn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chuông đang ấm, khắc lên hình bóng em. Điều gì đó với ánh mắt sáng, tình kết trái nhịp rộn ràng tim say đắm.
kiệu vàng theo chàng về dinh. Xuân Cương đến từ hai bạn Thanh Mai và Xuân Cương đến ngày hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2024,
Đây là 19 tháng 3 năm Giáp Thìn, được sự nhất trí giữa đôi bên gia đình. Gia đình họ nhà trai gia đình ông bà Cường Mai và đặc biệt gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Hiệp. Long trọng tổ chức buổi lễ đính hôn, chúc mừng cho Thanh Mai và Xuân Cương tại hôn trường gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Hiệp. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi tổ chức lễ đính hôn, chúc mừng cho Thanh Mai và Xuân Cương xin chính thức được phép bắt đầu. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, hai dòng họ rất thân mến, chúng ta đã và đang được chứng kiến rất nhiều những niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hiện diện những tình cảm chân quý đến từ toàn thể quý vị và các bạn hai dòng họ, đặc biệt tại hội trường lễ đính hôn mà gia đình họ nhà gái đã và đang tổ chức trang trọng và lịch sự, đã và đang được chào đón toàn thể quý vị và các bạn gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường Mai trở lại với hội trường và gia đình với rất nhiều những lễ vật rất trang trọng và lịch sự. Đó là lễ ăn hỏi lễ đính hôn mà gia đình họ nhà trai những mong muốn được ra mắt quý quan viên gia đình họ nhà gái. Mở đầu cho buổi lễ đính hôn, chúc mừng cho cô dâu Thanh Mai và chú rể Xuân Cương, chúng ta xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường Mai, ông hiện diện trên sân khấu có lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Cũng như ngày giờ này, chúng ta cùng chào đón vị đại diện gia đình họ nhà trai với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Kính thưa các cố, kính thưa các ông các bà, nội ngoại hai dòng họ cùng toàn thể hội trường, hôm nay là ngày đính hôn của hai cháu. Tôi xin giới thiệu, tôi là bác anh của ông bà ông Cường và là bác của cháu Cương. Thì hôm nay lễ đính hôn chúng tôi có cơ trầu xuống gia đình nhà gái và chúc sức khỏe các cố, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn. Và có những lễ vật xin gửi đến họ nhà gái. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng cho lời phát biểu đến từ vị đại diện gia đình họ nhà trai trong ngày hôm nay. Cũng như để đón nhận những tình cảm thiện tình đến từ phía gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường Mai, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Điệp, ông hiện diện trên sân khấu có lời phát biểu nhận cơ trầu, xin được trân trọng kính mời. Quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu chào đón vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Hiệp. Lời đầu tiên con xin chúc các cô, chúc cô, các ông, các bà và các bạn thanh niên nam nữ, con là anh của ông bà Hiệp đến đây cũng cùng với họ nhà trai cũng mang cờ trầu đến đây, con xin phép thay mặt cho họ nhà gái và xin nhận cơ chầu và chúc cho các cụ mọi sự bình an và các cháu được hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, rất tuyệt vời, rất ý nghĩa, đó là ý kiến phát biểu nhận cơ chầu đến từ vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Điệp trong ngày hạnh phúc này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và quan viên hai dòng họ rất thân mến, thật đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa nửa đôi, trăm hoa đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ của tình yêu. Quý vị ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện cho gia đình sẽ hướng dẫn cho cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu. Cô dâu Thanh Mai sẽ chính thức ra mắt toàn thể quý vị và quan viên hai dòng họ trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu chào đón vị đại diện hướng dẫn cho cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Con giận em con ra để chào cái quán hai con viên hàng dòng họ, em mời con hai ra mà họ mời nước mời thuốc ạ. Và vâng, quý tôi là để quý vị rất mến, vị đại diện cho gia đình xin phép được cả dẫn cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu. Trước tiên xin được cúi đầu chào toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ cũng như vị đại diện cho gia đình xin phép được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ. Chúng ta cùng mời trà, mời thuốc, xơi bánh, mời kẹo, cùng nhau vun đắp, vun trồng cho tình yêu của hai em Thanh Mai và Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới sự hiện diện đến từ chàng rể Xuân Cương với một nụ cười rất tươi xinh. Luôn được trước cửa trên môi, Xuân Cương sẽ hiện diện trên sân khấu, sẽ chung cùng làm dâu Thanh Mai và chúng ta cùng dành những tràng pháo tay.
nào nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các bạn hai dòng họ rất thân mến, rất là hiện diện, chung vui và chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin mời hai em sẽ cúi đầu nhẹ nhàng một chút để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Chúng ta không quên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Để quý vị, chúng con xin được trân trọng kính mời lên sân khấu. Đó là sự diện đến từ hai bác đại diện hai bên gia đình, cũng như sự diện đến từ bố mẹ thân sinh ra chú rể và cô dâu. Đó là sự diện đến từ ông bà Cường Mai và ông bà Diệp. Xin được trân trọng kính mời. Giữa, sau đó là hai mẹ của cô dâu và chú rể, tiếp đến là hai bố, tiếp đến là cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Bên gia đình với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Các chàng trai, các cô gái trong bộ phận phục vụ mình lễ, chúng ta sẽ tiến triển trở lên phía gần sân khấu nhất. Xin được trân trọng kính mời.
diện cũng như hai bên bố mẹ sẽ hướng dẫn cho cô dâu và chú rể chứng chuyện sổ vào phía trong nhà, đặc biệt hướng dẫn cho cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức thắp hương bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ Gia Tiên. Xin được trân trọng kính mời. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lên dao mắt tay trong tay, chữ nhân sinh cái duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phụng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Anh nhé,
dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly, để chúc cho ai có dâu rể quý. Kính thưa các cố, công, các bà cùng toàn thể hội hôn, qua sự tìm hiểu của hai cháu, hôm nay hai gia đình giống bà ông Cường, giống bà ông Diệp đã tổ chức buổi lễ đính hôn cho hai cháu. Có sự chứng kiến của hai họ, tôi xin đại diện cho họ nhà trai. Trước tiên xin được cảm ơn sự đón tiếp của họ nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi những tình cảm và những lòng đất là chú đáo. Tiên xin cũng lời xin được cảm ơn và xin kính chúc tất cả các cố, các ông, các bà được mạnh khỏe và an khang. Xin hết rất nhiều cảm ơn. Thì trước tiên ông đại diện gia đình họ nhà trai, ông gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt đến từ phía gia đình họ nhà gái đã bố trí các phòng lễ đính hôn trang trọng và lịch sự, tiếp đón gia đình họ nhà trai nhiệt tình chu đáo. Và đặc biệt với lời phát biểu cảm ơn đó, ông cảm ơn gia đình họ nhà gái đã đồng thuận nhất trí với tất cả những nghi thức thủ tục lễ nghi. Cảm ơn gia đình họ nhà gái đã nhất trí đón nhận sính lễ cơ trầu. Cảm ơn gia đình họ nhà gái đã nhất trí để cho hai cháu của mình Xuân Cương và Thanh Mai được đính hôn với nhau trong sự vui đắp vui chồng đến từ toàn thể quý vị của quan viên hài sẽ đáp lại những tình cảm chân thành đến từ phía gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng và kính mời vị đại diện gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Diệp, ông hiện diện trên sân khấu có lời phát biểu cảm ơn và đáp từ. Xin được trân trọng kính mời. Trước tiên con cảm ơn các cố và cảm ơn các ông và cảm ơn các bạn bè thân thiết nam nữ. Con đại diện cho bọn nhà gái cảm ơn cái sự nhiệt tình và chu đáo của họ nhà trai đến đây cùng chúng tôi để ngày hạnh phúc cho các con của con cháu mình. Thế nên người con cũng ngay xin đại diện cho họ nhà gái cảm ơn cái sự nhiệt tình của họ nhà trai bớt chút điều kiện để tham gia cùng đính hôn với họ nhà gái. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và có như vậy chúc hạnh phúc cho gia đình, cho tổ tiên người càng thế tiến để ngày mai chúng con tiến cháu về giao cho họ nhà người. Thì mong rằng các cố người chúng chấp nhận với lời chúng con giao và lời chúng con nhắn. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Và toàn thể quý vị, trước khi khép lại buổi lễ đính hôn, chúc mừng cho cô dâu Thanh Mai và chú rể Xuân Cương, chúng ta sẽ được trực
đồng tình thông gia hai nhà như một. Chúc mừng cho Thanh Mai và Xuân Hương. Và ban tổ chức xin phép được chính thức khép lại buổi lễ đính hôn. Chúc mừng cho Thanh Mai và Xuân Hương. Ngày hôm nay duyên thắm mặn nồng trước bàn thờ lời yêu đan hứa đời trăm năm tình yêu tha thiết Chúa kết liên mãi mãi đẹp tươi quỳ bên nhau đôi lứa nguyện cầu Chúa thương tình hồng ân chan chứa tình phu thê từ nay thắm thiết bên nhau chung những tâm tình hướng về ngài ngài luôn nâng đỡ đường tương lai dù bao gian khó Chúa ở bên sẽ mãi bình yên cùng chung tay xây đắp gia đình Chúa đồng hành con khôn lớn để gia đình hạnh phúc đầy vơi tình thương yêu âu yếm mẹ hiền hướng con mình thờ lạy Thiên Chúa Thank you.
để qua sự gắn bó đó, đời sống kết nối của chúng ta mới có ý nghĩa và mới có giá trị. Với tâm tình và ước nguyện đó, giờ đây chúng ta cùng xuất sáng của hành thánh lễ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
thường đàm đạo và tranh luận với những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, nhưng họ tìm cách giết ông. Các anh em biết thế liền dẫn ông xuống Cesarea và biện ông lên đường về Tarso. Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa. Và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Đó là lời Chúa. Thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Chưa cùng anh thì em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy là cây nho thật và cha thầy là người trồng nho, cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong thầy như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo, người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Quan trọng là như cầu vãi linh hồn đã ai cũng bây giờ đang ăn mặc đẹp như thế thì khiếp buồn cảm thấy thế, nhưng mà nếu mà xét ra thì đúng là cái thành phần buồn này nó kỳ lạ lắm. Buồn nó gồm có gì? Cát, đất sét, nhỏ nồi và nước, những cái chất thứ đó tổng hợp lại nó thành cái đồ mà chúng ta hại. Thế nhưng mà nếu mà tách ra các mà gì với nhau kết cấu chặt chẽ thì nó trở thành gì? Thủy tinh, pha lê, rất là đẹp. Đất sét mà cũng kết cấu chặt chẽ với nhau lọc lửa ra theo đúng cái phân tử của nó trở thành cái gì? Trở thành ngọc. Còn nhỏ nồi thì sao? Cũng vậy, kết cấu chặt nhờ khoa học vậy trở thành kim cương. Thế còn sao? Nước, nước này nó trở thành hơi xương mà nó đọng trên hoa hồng đỏ thì sao? Quá là lãng mạn. Kết cấu như thế nó trở thành gì? Buồn nó trở thành bẩn thỉu, nhưng mà tách ra hở ra bởi cái tách đó xong hở ra thì nó trở thành những cái rất là quý giá. Thế từ cái chuyện đó thì đối với người Kitô hữu chúng ta mang danh mang tên là người của Chúa Kitô, vậy thì sao chúng ta cũng phải kết cấu của chúng ta phải chặt chẽ với Đức Kitô? Bởi gì? Bởi lời cầu nguyện, bởi lời gì? Bởi lời Chúa, bởi thánh lễ, bởi bí tích thánh thể và các bí tích khác, chúng ta phải kết cấu chặt chẽ như thế thì chắc chắn là gì? Sẽ có cái thành quả cực kỳ tích cực và tốt đẹp để chúng ta có một cái gì đó cho dân tộc này, và đặc biệt đối với linh hồn chúng ta, cuộc sống của chúng ta. Thầy là cây nho, anh em là cành, nhược sống là chính lời Chúa và lời cầu nguyện để chúng ta có một cái sự trưởng thành trong đời sống Kitô hữu. Chúng ta có sức mạnh, có sự sống thần thiêng của Chúa để chúng ta có được niềm vui, sự mạnh mẽ.
anh chị đã thật mến. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để y muốn kết hôn của anh chị được chủ củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thờ tháp về hồ thánh và cộng đoàn. Đức Tiên tôi đang đập tay ban phúc lành cho tình yêu vô phủ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, giúp anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy và thánh hiến anh chị. Vậy vợ trước mặt của thánh trao hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Đan Minh Cương và chị Maria Mai, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Dạ không. Vâng không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Chưa có. Chưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Chưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Chưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Đa Minh Phương xin nhận cho Mariam Mai để làm vợ của anh sẽ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em như tình thương cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em trong ngày suốt đời anh. Em Maria Mai xin nhận anh Đa Minh Phương làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi tình thương cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong tuần địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh. Sự gìn Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Bây giờ ta sẽ làm phép nhân và anh chị sẽ chào cùng nhau. Lạy Chúa xin ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen. Xin em thành nhất chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân lên cha và con và thánh thần. Anh Đa Minh Cương xin em thành nhất chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân lên cha và con và thánh thần. Gia đình ở phía công đoàn cho thánh tràng vào tay thật to. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một di chúc. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin. Hội Thánh là nhiệm thể Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị hùng tử trong Hội Thánh luôn là hiện thân Chúa Kitô hùng tử nhân này, biến quan tâm đến từng con tri ân để liên loan sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu trên trần gian. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hội Thánh có sứ mạng đem tin mừng cứu độ cho nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cảm nhận được tình yêu vô biên của Chúa.
chúng ta cùng cầu xin Chúa thương xót soi sáng cho những nhà cầm quyền trị nước, biên khôn ngoan mưu cầu các lợi ích các ban cho người dân, chăm lo cho mọi người được sống trong công lý, tự do và hòa bình. Cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta có lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại, tận tình giúp đỡ bằng việc làm cùng như lời cầu nguyện tha thiết và những hy sinh nhỏ bé thầm lặng hàng ngày. Chúa ở cùng anh chị em.
Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng ánh diện tôn ngôi Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ việc hiến dâng tân sắc mình làm hy lễ thần trên tập giá, người kiện toàn các hy lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các sứ thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca cho tôn vinh quang Chúa rằng:
chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế thương người dạy chúng ta giao nguyện rằng:
Một lần được gần em, trọn đời mình dịu nhau.
tuổi thơ đầy mong mơ. Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biến đến lần đầu. Đèn chơi với bước tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sớm nhắn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp em nhớ thương đã nghe đậm sâu. Dòng xi mê
mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời. Ngày nào du huy ngày mai bế con, một thằng lon to tô thắm gia đình. Chút hương đôi môi thật mềm ngọt ngào.
vị của quan viên hàng hài dòng họ rất thân mến. Thật đúng là khao khát bao năm mãi đợi chờ, cuộc đời tươi trẻ đẹp như thơ, bầu trời êm ả xanh công cường, mảnh đất xanh lạc hôm nay rất trẻ thơ, ngày cưới hôm nay đã đến giờ, tuổi trẻ mơ ước được ước mơ, chung sống bên nhau xây hạnh phúc mở đường mãi mãi cũng từ đây. Đặc biệt được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự chuẩn y của cha chánh xứ giáo miền, và đặc biệt được sự bàn bạc kỹ lưỡng đến từ đôi bên gia đình. Chúc mừng cho đôi duyên mới Thanh Mai và Xuân Cương tại hội trường gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Điệp. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố buổi tổ chức lễ phu quy. Chúc mừng cho làng dâu Thanh Mai và chàng rể Xuân Cương xin chính thức được phép bắt đầu. Thưa cô dành những tràng hoa tay đông nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, chúng ta đã và đang được cả chứng kiến rất nhiều những niềm vui, niềm hạnh phúc. Chúc mừng cho đôi duyên mới Thanh Mai và Xuân Cương mở đầu cho buổi lễ phu quy ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà trai, ông hiện diện trên sân khấu có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Thưa các cụ, các ông, các bà, đa bác đôi bên hai dòng họ, hôm nay tôi đại diện cho họ nhà trai ở chỗ ông Cường. Trước thì xin cảm ơn hai cha là cha xứ Lạc Đạo và cha xứ Đồng Liêu đã làm các phép cho các cháu, và cảm ơn chính quyền. Và hôm nay là ngày lành thật tốt thì chúng tôi đại diện xuống xin cháu về làm dâu tiên tổ và làm ông Cường và làm vợ anh Cương. Tôi xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị rất mến, đó là lời phát biểu rất tuyệt vời, rất đình nhiệt đến từ vị đại diện gia đình họ nhà trai gia đình ông bà Cường Mai trong ngày hạnh phúc này. Đặc biệt với lời phát biểu thì trước tiên ông đại diện gia đình họ nhà trai, ông gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, đặc biệt là gia đình họ nhà gái trong ngày hạnh phúc hôm nay. Hứa gia đình họ nhà trai trở về đây với một lễ vật rất trang trọng và lịch sự, đó là lễ vật xin dâu. Mà gia đình họ nhà trai trước tiên xin phép được kính trình lên tiên tổ, được ra mắt quý quan viên gia đình họ nhà gái. Đặc biệt với lời phát biểu đó, ông những mong muốn được đón nhận sự đồng thuận nhất trí đến từ phía gia đình họ nhà gái, sẽ đồng thuận nhất trí đón nhận xính lễ cưa trầu để đáp lại những tình cảm thiện tình đến từ gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Riệp, ông hiện diện trên sân khấu, ông có lời phát biểu nhận cưa trầu. Xin được trân trọng kính mời ông. Hai tập họ, hôm nay ông bà ông Riệp và ông bà ông Cương chọn ngày lành đám tốt, đầy đủ thủ tục. Họ nhà trai cũng có yêu chầu xin cháu, tôi đại diện cho họ nhà gái xin gia đạn. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, đó là lời phát biểu nhận cơ chầu của vị đại diện gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Diệp trong ngày hạnh phúc hôm nay. Đặc biệt với lời phát biểu thì trước tiên ông gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, cũng như ông cảm ơn sự hiện diện đến từ toàn thể quý vị của quan viên gia đình họ nhà trai đã có xính lễ cơ chầu hiện diện ra mắt quan viên gia đình họ nhà gái trong ngày hạnh phúc này. Với lời phát biểu đó thì ông đã đại diện cho gia đình, ông đồng thuận nhất trí với tất cả nghi thức thủ tục lễ nghi, ông đồng thuận nhất trí với lời phát biểu đến từ vị đại diện gia đình họ nhà trai. Và đặc biệt với lời phát biểu đó, ông đại diện gia đình, ông chính thức đón nhận xính lễ cưa chầu. Ông nhất trí để gia đình họ nhà trai chính thức được đón người con, người cháu của gia đình, tức là cô dâu Thanh Mai, để cô dâu Thanh Mai trở về gia đình họ nhà trai, để cho cháu của mình được làm tôi tiên tổ, làm dâu trong dòng họ, làm con của ông bà Cường Mai và đặc biệt làm vợ của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Xin cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Quý vị sau đây con xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện hai bên gia đình sẽ hiện diện trên sân khấu, sẽ trở lại với nghi thức trao nhận lễ xin dâu trong ngày hôm nay. Con xin được trân trọng kính mời hai ông sẽ hiện diện trên sân khấu. Xin được nhờ tới một anh người anh trong gia đình sẽ đón nhận lễ chuyển vào phía bàn thờ gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Thật đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa nữa đôi, trăm hoa đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ của tình yêu. Sau khi hai bên gia đình chính thức trao nhận lễ vật trong ngày nay, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện cho gia đình sẽ chính thức hướng dẫn cho cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu ra mắt toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ. Xin được trân trọng kính mời. Ngày mai em là cô dâu mới. Và chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón là dâu Thanh Mai theo sự dẫn đến từ gia đình. Cô dâu sẽ chính thức ra mắt toàn thể quý vị của các bên hai dòng họ. Và toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng.
Sau phần tiếp theo là để quý vị dẫn đến vị đại diện cho gia đình xin phép được dẫn em của mình, tức là cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu. Trước tiên xin được cúi đầu chào toàn thể quý vị đứng bên viện hài sòng hò. Cũng như vị đại diện xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúc cùng người trà mời thuốc sợi bánh mời nhau tiếp tục vun đắp vun trồng cho tình yêu của hai em Thanh Mai và Xuân Cương. Chúc cùng dành những tràng tay động viên để chúc mừng. Xin cảm ơn vị đại diện cho đây. Cũng như ngay sau đây, con xin được trân trọng chào đón sự diện đến từ người bố tân sinh ra cô dâu Thanh Mai. Bố Diệp sẽ hiện diện trên sân khấu cùng với cô dâu trong ngày nay. Và chúng ta cùng chào đón sự diện đến từ bố tân sinh ra cô dâu Thanh Mai với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Cũng như ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng chào đón sự diện đến từ chàng rể Xuân Cương sẽ hiện diện trên sân khấu. Chúng ta cùng chào đón chàng rể Xuân Cương với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Sau vâng, kính thưa quý vị rất mến, ngay sau phút này thì chúng ta sẽ trở lại với nghi thức, một nghi thức rất tuyệt vời, rất ý nghĩa trong ngày hạnh phúc hôm nay. Đó là những tình cảm mà người cha, người thân sinh ra cô dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay sẽ dành tròn cho hai con, đặc biệt là chàng rể Xuân Cương, với một người con gái đầy yêu thương, đầy sự tự tin để dành cho chàng rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Ngay sau phút này thì con xin được trân trọng kính mời bố ạ. Bố của cô dâu, bố sẽ nắm tay người con gái yêu thương nhất của mình trong ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời. Cũng như bố sẽ nắm tay một nắm tay người con rể, đó là chú rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Xin mời chú rể Xuân Cương ạ. Bố sẽ nắm tay người con rể Xuân Cương trong ngày này. Và đặc biệt với sự với niềm tin tưởng mà bố dành cho chàng rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này, đó là một người con gái đầy yêu thương. Cô dâu Thanh Mai sẽ dành trọn cuộc đời này cho chàng rể Xuân Cương. Và bố sẽ trao tay hai con ạ. Xin được trân trọng kính mời. Bố sẽ trao tay người con gái yêu thương nhất dành cho chàng rể Xuân Cương. Và chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, con xin cảm ơn những tình cảm yêu thương đông đầy đến từ bố ạ. Con xin mời bố tiếp tục trở lại với những dòng vàng hạnh phúc để bố tiếp tục vun đắp một chồng cho tình yêu của hai con. Và ngay giờ này chúng ta đã và đang được trình đến hai con người sung sướng hạnh phúc nhất ngày hôm nay, đó là nàng dâu Thanh Mai và chàng rể Xuân Cương. Ngay sau đây xin mời chú rể Xuân Cương sẽ hướng về cô dâu Thanh Mai và chú rể Xuân Cương sẽ dành bó hoa tươi thắm nhất dành cho nàng dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý quan viên hai sòng hò rất thân mến, sau bao nhiêu năm tháng đợi ngày chờ, trước sự vun đắp vun trồng đến từ toàn thể quý vị, quý quan viên hai sòng hò, để ngày hôm nay giờ phút này Thanh Mai và Xuân Cương đã được sánh duyên cùng nhau, được tay trong tay trong niềm vui hạnh phúc, trước sự chung vui cùng đến từ toàn thể quý vị, quý quan hai sòng hò. Ngay sau đây xin mời cô dâu chú rể sẽ hướng mắt về hôn trường, hai em sẽ cúi đầu nhẹ nhàng một chút để gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị chúng ta hiện diện chung vui và chúc mừng. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cúi đầu nhẹ nhàng một chút để gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến chuyển trở vào phía tư gia của gia đình. Theo sự hướng dẫn đến từ gia đình, cô dâu và chú rể sẽ thắp lên bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ Gia Tiên. Những nén hương thành kính xin được trân trọng kính mời. That's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. Để chúc mừng cho Thanh Mai và Xuân Cương, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Đó là sự diện đến từ bà cố và Thị Linh đến từ quý vị trân trọng mời. Rồi, đứng như vậy cho cháu nhá. Con xin được cảm ơn bà cố rất nhiều, cũng như cảm ơn những tình cảm bà đã dành cho hai cháu. Xin được chúc cho bà luôn có những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng ta tiếp tục dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Món quà tình cảm tiếp theo, chúng con xin được trân trọng và kính mời món quà đến từ bố và mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Mai. Con xin được trân trọng kính mời bố mẹ Diệp ạ. Xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta cùng chào đón món quà đến từ bố và mẹ thân sinh ra cô dâu Thanh Mai với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Và con xin mời bố sẽ gửi rất nhiều chúc mừng cho hai con. Anh ơi, chị, anh ơi, chị sang này đi, cho bác gái đứng bên cạnh nữa. Rồi. Thế
có biết ai dòng họ cũng có thể bạn bè thanh niên nam nữ. Hôm nay bố mẹ rất mừng con ước đạt đạt. Bác trai đứng vào sắp rồi. Nếu chú đẻ đi. Thì bố mẹ cũng chẳng biết nói gì hơn, bố mẹ có em gái này cho con rồi. Thì bố mẹ chẳng có cái gì nữa thì có tí để mừng cho các con. Đã cho rồi còn phải cho. Tốn sau phần kính chào tất cả quý vị sẽ đến đó là những tình cảm yêu thương đồng đầy đến từ những người cha người mẹ thân sinh ra làng dâu Thanh Mai trong ngày hạnh phúc này, đặc biệt với những lời chúc rất ý nghĩa, đặc biệt với món quà đầu tiên, món quà cao quý đầu tiên mà bố mẹ dành cho chàng rể Xuân Cương tới một người con gái đầy yêu thương. Sau đó là những lời chúc ý nghĩa, đặc biệt những kỷ vật, những chiếc vòng tiền, những chiếc tát mẹ và bố đã trao tặng cho hai con Thanh Mai và Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay đồng nhiệt để chúc mừng. Sao bà anh Cương ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, rất mến cũng như là để đảm bảo về thời lượng chương trình chúc hôn cho cô dâu và chúc lễ tại hôn trường gia đình họ nhà gái, thì ngay sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời tới những người anh người chị của cô dâu Thanh Mai, chúng ta cùng hiện diện trên sân khấu cùng với bố mẹ thân sinh ra cô dâu. Chúng ta cùng lưu lại những tiết phim những ảnh tuyệt vời nhất trong lần này. Tôi xin được trân trọng kính mời tới cô dâu này thì gia đình chúng ta sẽ hiện diện trên sân khấu để nhà nhiếp ảnh, nhà ghi hình sẽ lưu lại những tiết phim tuyệt vời nhất trong lần này. Xin được trân trọng kính mời. Rồi, mọi người nhìn vào máy ảnh nhá. Rồi, cả nhà nhá. Rồi, là thích nhất tính kiểu mà cứ 5-7 anh trai ấy. Rồi, là 3 giữ nguyên cho cháu nhá. Để số bút này hơi nhiều để... Chưa được đâu, giữ nguyên nhá. Cũng như đứa con gân khai dòng hồi. Trong lòng hạnh phúc của hai cháu hôm nay, tôi đại diện cho họ nhà trai. Xin được cảm ơn quý họ nhà gái đã chấp nhận thơ chầu để cho đưa xin cháu về nằm dâu con ông bà ông Cường và nằm cháu trong bò chúng tôi để chuẩn bị cho chức trăm năm của các cháu được long trọng. Tôi xin kính mời họ nhà gái cùng với họ nhà trai chúng tôi về tới gia đình ông Cường để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Xin cảm ơn. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời.
thêm thùng ưng hồng trên đôi má, chiếc áo nào xanh xanh tươi cười sao lũy tre, lũ chim trên cành đang chuyền cây líu lo, nếm thơm đồng đầy mâm quà trà sen ngát hương, mỗi mai đi đầu nè ô kìa tân làng đó, đôi má nào hay hay ngân lệ hôm đón dâu, gái trai trong làng chúc mừng huyền ương đó em, rộn ràng đầy rượu mừng trên mâm đầy cao xanh, bên trái là ông mai đàn trai cười vui rước dâu, kia kia còn thêm thùng xinh xinh là cô dâu, tân lang ngóng chờ tân hương lén nhìn rước dâu làng tôi, này dòng xi men mẹ tôi rước dâu và cặp bông tai hạnh phúc trọn đời, ngày nào du huy ngày mai bế con một thằng lon to tô thắm gia đình. Xin mọi người hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin Chúa Thánh Thần gửi thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đã ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, như Thánh Thiên và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn lại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện xin bình an mà anh em đã được kêu gọi tới, hưởng thụ để làm nên một thân thể, anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những lời bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Với tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa Kitô yêu giáo hội đến nỗi hy sinh mạng sống cho chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi tân hôn biết đón nhận và hy sinh cho nhau trong đời sống hàng ngày. Tình yêu hôn nhân làm triền nở ơn gọi Kitô hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho đôi tân hôn được đầy tràn ơn Chúa trong đời sống mới, để họ trở nên chứng nhân của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Đời sống hôn nhân mang niềm vui và hy vọng, hạnh phúc và thử thách.
chúng ta cầu xin Chúa luôn hiện diện trong gia đình của đôi tân hôn, để nâng đỡ họ trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Xin Chúa nhận lời chúng con, xin dâng lời cảm tạ hồng ân. Như vậy, nghi thức thắp hương bàn thờ Thiên Chúa đã được diễn ra trang trọng tại hôn trường của gia đình. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời tới gia đình sẽ hướng dẫn cho cô dâu và chú rể hướng về bàn thờ gia tiên, bàn thờ tổ trong ngày hạnh phúc này. Xin được trân trọng kính mời tới các cô, các cụ cũng như các vị đại diện quan viên hai dòng họ. Chúng ta cùng với cô dâu và chú rể hướng về bàn thờ gia tiên đến với nghi thức lễ gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta cùng đến với ca khúc Cầu Cho Cha Mẹ. Con ra đời có mẹ cha là trời cao biển lớn bao la. Từng ngày qua xưa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, trong cơn gian nan thiếu thốn, đương nữ đồng chính hiển vinh sáng lang. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cử thánh cường tình ra thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng chính. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Như vậy, nghi thức thắp hương bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ gia tiên theo hướng dẫn đến từ gia đình, cô dâu và chú rể đã tay trong tay thắp lên bàn thờ Thiên Chúa những nén hương thành kính, bàn thờ gia tiên những lời tạ ơn. Xin được cầu chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, chúng ta cùng ổn định vị trí cơ ngồi, chúng ta cùng mời trà, mời thuốc, mời nước cũng như cùng chứng kiến tất cả những nghi thức thủ tục lễ nghi tiếp theo sẽ được diễn ra chúc mừng cho đôi xuân mới Xuân Cương và Thanh Mai trong ngày hôm nay. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui dắt khói.
Và chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu chào đón làng dâu Thanh Mai và chàng rể Xuân Cương theo sự hướng dẫn đến từ đại diện gia đình với những tràng pháo tay đồng nhiệt để chào mừng. Cháu con ra mời quan viên hai bên dòng họ, mời nước mời chầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, vị đại diện cho gia đình xin phép được dẫn hai cháu của mình, tức là chú rể Xuân Cương và cô dâu Thanh Mai hiện diện trên sân khấu, xin được cúi đầu chào toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, cũng như vị đại diện gia đình xin phép được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ, chúng ta cùng vun đắp vun trồng cho tình yêu của hai cháu Xuân Cương và Thanh Mai, cũng như toàn thể quý vị, chúng ta cùng dự tiệc nâng những ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Cũng như trước khi toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, chúng ta cùng ra rượu nâng những ly rượu chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc này, thì ngay giờ phút này chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay cùng nhau chia ngọt sẻ bùi với chiếc bánh phù thê, chiếc bánh hạnh phúc trong ngày hôm nay. Sau đó thì cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay chính thức khui rượu sâm panh. Trước sự chứng kiến đến từ toàn thể quý vị, cô dâu và chú rể sẽ khui rượu sâm panh để gửi tới những tình cảm đến từ toàn thể quý vị. Chúng ta cùng nâng những ly rượu chúc mừng, cũng như chứng kiến những nghi thức thủ tục tiếp theo. Chúng con xin được trân trọng kính mời lên sân khấu một vị đại diện gia đình họ nhà trai, cũng như vị đại diện gia đình họ nhà gái, cũng như sự hiện diện đến từ bố và mẹ thân sinh ra chàng rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đương nhiên rồi, mẹ của chú rể sẽ đứng cạnh người đứng cạnh nàng dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Và chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu, cùng dành cho hai bên gia đình chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương và Thanh Mai với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Thật đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa nửa đôi, trăm hoa đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ của tình yêu. Và đặc biệt với rất nhiều những nghi thức thủ tục lễ nghi trước tiên sẽ được diễn ra, sau đó thì toàn thể quý vị chúng ta cùng nâng những ly rượu chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, thật đúng là đón khách thì như đón mùa xuân, đón khách như đón người thân trong gia đình. Đặc biệt ngay giờ phút này thì các anh chị lễ tân đến từ gia đình đã cho triển khai tất cả những bàn tiệc rượu để được cả trân trọng kính mời tới sự diện đến từ các cố các cụ, quý quan viên hai dòng họ, các bạn trẻ thanh niên nam nữ, chúng ta cùng nâng những ly rượu chúc mừng. Cũng như trước khi toàn thể quý vị chúng ta đến với nghi thức rót rượu sâm panh và cắt bánh hạnh phúc, quý toàn thể quý vị chúng ta cùng ra rượu nâng những ly rượu chúc mừng, thì ngay sau đây con xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà trai, ông có lời phát biểu mời cơm, sau đó ông đại diện gia đình ông chính thức dâng dấu nguyện, xin Chúa ban của ăn sướng cho tất cả mọi người. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cố cùng toàn thể các ông các bà trong hai dòng họ, cũng đến giờ hoàng đạo rồi, con xin đại diện gia đình làm phép của ăn ạ. Nhân cha và con và thánh thần, amen. Này cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, amen. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, đó là lời phát biểu mời cơm của vị đại diện gia đình họ nhà trai gia đình ông bà Cường Mai trong ngày hạnh phúc này, cũng như ông đã chính thức đại diện cho gia đình chính thức dâng dấu nguyện, xin Chúa ban của ăn xuống cho tất cả mọi người. Và ngay giờ phút này cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay cắt bánh hạnh phúc, xin được trân trọng kính mời. Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau mọi môi hôn. Đó là một nghi thức rất trang trọng đã và đang được diễn ra, chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương và Thanh Mai. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi. Đó là nghi thức chia ngọt sẻ bùi cắt bánh hạnh phúc trong ngày hôm nay mà cô dâu và chú rể đã và đang được thực hiện. Trước sự kiện đến từ toàn thể quý vị, ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ tiến lại bàn tiệc rượu. Cô dâu và chú rể sẽ tay trong tay khui rượu sâm panh, cũng như rót nên những ly rượu tình ái trong ngày hôm nay. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị rất là mến, nghi thức rót rượu sâm panh đó là một nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam, cũng như nếp sống cưới hỏi mới thời kỳ 4.0. đó là cô dâu và chú rể trong ngày vui ngày hạnh phúc sẽ cùng tay trong tay khui rượu sâm panh, đặc biệt với những tầng tắp ni, với những tầng tắp ni với màu trắng của pha lê, tượng trưng cho tình yêu trong sáng của hai bạn Xuân Cương và Thanh Mai. Và đặc biệt ngay giờ phút này chai rượu sâm panh đầu tiên với những giọt rượu màu hồng đã và đang tuôn chảy
được tượng trưng cho tình yêu sắc son trung thủy của đời xuân mới. Xuân Cương và Thanh Mai trong ngày hôm nay, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Sâm Anh đầu tiên đã chính thức được cô dâu và chú rể tay trong tay, chính thức vui trong ngày hạnh phúc này. Và chai rượu tiếp theo, chai rượu Sâm Anh tiếp theo, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay cùng nhau vui chai rượu Sâm Anh tiếp theo. Sau đó cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau xây nên những lâu đài tình ái, xây nên những ngôi lâu đài ước mơ trong cuộc sống. Và chúng ta tiếp tục dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Là bình minh mỗi sáng có anh bên mình, là hoàng hôn mênh mang từng con phố. Mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua, tiếp theo cô dâu và chú rể sẽ vui chai rượu tiếp theo. Sau đó cô dâu và chú rể sẽ rót lên những chiếc ly ở dòng bàn hạnh phúc. Cô dâu và chú rể sẽ rót lên những chiếc ly ở dòng bàn hạnh phúc. Đó là những ly rượu mà cô dâu và chú rể sẽ gửi mời tới hai bác đại diện hai bên gia đình, gửi tới các bậc thân sinh ra chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay, cũng như hai ly rượu giao môi mà cô dâu và chú rể sẽ chính thức uống ly rượu giao môi trước sự vun đắp vun trồng, trước sự chứng kiến đến từ toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, cũng như toàn thể quý vị ở phía dưới. Chúng ta cùng chuẩn bị ra rượu đi ạ. Chúng ta cùng ra rượu. Khi cô dâu và chú rể uống ly rượu giao môi thì chúng ta sẽ ca vang lời chúc mừng, sau đó thì chúng ta cùng nâng những ly rượu, cùng uống cạn ly rượu chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Sau đây thì chú rể và cô dâu sẽ nâng ly rượu đầu tiên. Chú rể và cô dâu sẽ nâng ly rượu đầu tiên. Chú rể sẽ mời đến vị đại diện gia đình họ nhà trai, cô dâu sẽ mời đến vị đại diện gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời. Con xin mời hai bác đại diện hai bên gia đình sẽ đón nhận những ly rượu hồng đến từ cô dâu và chú rể. Cô dâu và chú rể sẽ nâng ly rượu tiếp theo. Chú rể sẽ mời đến bố thân sinh ra chú rể, cô dâu sẽ mời đến mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Rất tuyệt vời, rất ý nghĩa, những tình cảm yêu thương đồng đầy mà bố và mẹ dành cho hai con, cũng như hai con xin được trân trọng kính mời cưới bố và mẹ sẽ đón nhận những ly rượu hồng. Và cô dâu và chú rể sẽ nâng ly rượu tình yêu, ly rượu tiếp theo, để cùng đi với hai bác đại diện hai bên gia đình, cùng đi với bố và mẹ. Xin được trân trọng kính mời. Và ở phía dưới chúng ta cùng nâng ly rượu, quý vị ơi, chúng ta nâng ly rượu. Sau đó chúng ta cùng với ban tổ chức cùng ca vang lời chúc mừng. Sau đó cô dâu và chú rể sẽ uống ly rượu ra vơi, và toàn thể quý vị chúng ta sẽ uống cạn ly rượu. Là chúng ta cùng ca vang lời chúc mừng quý vị. Quý vị, quý quan viên hai dòng họ, chúng ta đã chứng kiến những nghi thức, những thủ tục lễ nghi đã và đang được diễn ra trước khi toàn thể quý vị chúng ta dự tiệc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất thân mến, thật đúng là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin nước cạn để say em suốt đời. Thay lời cho gia đình ông bà Cường Mai, thay lời cho chú rể Xuân Cương và cô dâu Thanh Mai, trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ, chúng ta cùng tự nhiên giả rượu, dự tiệc chung vui và chúc mừng. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly, một hai ba vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok,
bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một, hai, ba, yo. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau. Các bạn trẻ thanh niên nam nữ, những người bạn cùng cơ quan với cô dâu và chú rể, chúng ta cùng mời trà, mời thuốc, mời nước, cùng hướng mắt về sân khấu chào đón sự diện đến từ chàng rể Xuân Cương và nàng dâu Thành Mai sẽ ra mắt toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ. Ban tổ chức tôi sẽ chính thức bước vào chương trình tổ chức lễ thành hôn. Chúc mừng cho đôi xuân mới Xuân Cương sánh duyên cùng Thanh Mai, và chúng ta cùng dành những tràng hoan hô nồng nhiệt để chào mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ rất thân mến, trở về với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúc mừng cho đôi xuân mới Xuân Cương và Thanh Mai. Ban tổ chức xin được trân trọng và giới thiệu về phía gia đình họ nhà gái đã và đang hiện diện tại hôn trường của gia đình họ nhà trai. Chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương và Thanh Mai. Chúng ta đã và đang được chào đón sự diện đến từ các cố các cụ cũng như các vị đại diện quan viên gia đình họ nhà gái, các bạn trẻ thanh niên nam nữ, những người bạn của cô dâu Thanh Mai. Chúng ta hiện diện đông đủ dành những tình cảm chúc mừng, chúng ta dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Về phía gia đình họ nhà trai, chúng ta đã và đang được chào đón sự hiện diện đến từ ông cố cha Vinh Sơn, Vũ Đình Cống, cũng như sự diện đến từ bà cố ngoại của chú rể, sự diện đến từ các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, cũng như những người bạn của chú rể Xuân Cương cũng đã hiện diện đông đủ dành những tình cảm chúc mừng. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rất mến trở lại với buổi lễ thành hôn. Hai con người sung sướng hạnh phúc nhất ngày hôm nay đó là Xuân Cương và Thanh Mai. Trước trình kiến đến từ toàn thể quý vị, đặc biệt được sự nhất trí của chính quyền địa phương xã Nghi Lạc, được sự chuẩn y của cha sánh xứ giáo miền, được sự nhất trí của hai bên gia đình họ nhà trai gia đình ông bà Cường Mai, gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Riệp, đã chính thức chọn ngày hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2024, tức là ngày 20 tháng 3 năm Giáp Thìn, đã chính thức được chọn là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn. Chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương sánh duyên cùng Thanh Mai. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trở lại với buổi lễ thành hôn, chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương và Thanh Mai. Thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều những tình cảm đến từ toàn thể quý vị, được thông qua những lời ca tiếng hát, những bản tình ca để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Quý vị, ngay sau đây chúng ta cùng trở lại với lời ca tiếng hát đến từ phía gia đình họ nhà gái gia đình ông bà Riệp trong ngày hạnh phúc này. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón tiếng hát đến từ anh Tiếp với ca khúc Thương Nhau Ní Tường remake trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và đây nối tiếp. Mang theo thầm lòng con trai hiền hiền, em ra đón nàng với cả yêu thương. Đầy cửa ô kiều phàng anh thấp, xuân sao câu hò điệu đi bơ nàng ơi. Quân qua đôi đôi cao cao chậm đục, đưa nàng về dinh sao xuyên đi chung tình. Quán hò người ơi tương tư và chiến pháo, từ đó áo bay ai đã qua cầu đôi bề duyên tình thâm sâu. Quan họ người ơi
một giọng ca rất tuyệt vời với ca khúc Thương Nhau Lý Tư Hồng gửi tới huấn trường. Chúc mừng cho Đời Xuân Mới. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chúng ta đã và đang được chứng kiến rất nhiều những niềm vui, niềm hạnh phúc đến từ những giọng ca, những lời ca tiếng hát, những bản tình ca để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trong lúc ban tổ chức tôi giới thiệu những lời ca tiếng hát gửi tới những bản tình ca để chúc mừng cho cô dâu và chú rể thì tôi có nghe thấy cô dâu Thanh Mai nói rằng là nói với chú rể rằng là anh ơi anh, em đi dự rất nhiều những tiệc đám cưới mà ông MC thì ông hay giới thiệu về quà tặng phẩm lắm, nhưng sao anh mượn cái ông này mà không đúc giới thiệu hát, không có quà, không để cô dâu phải chờ lâu, quà rất nhiều, không để cô dâu phải chờ lâu, thắc mắc chờ lâu. Tôi xin mời cô dâu và chú rể trở lại sân khấu để cô dâu và chú rể sẽ đón nhận những món quà tặng phẩm. Chúc mừng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, trở lại với buổi lễ thành hôn, chúc mừng cho Đời Xuân Mới Xuân Cường và Thanh Mai. Thì ban tổ chức tôi đã đón nhận được rất nhiều những tình cảm chân quý đến từ toàn thể quý vị. Chúng ta được thông qua những món quà tặng phẩm, những kỷ vật để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Và đặc biệt trở lại với món quà tình cảm đầu tiên, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời món quà đến từ ông cố cha Vinh Sơn Vũ Đình Cống. Đó là người cha Vinh Sơn đến từ gia đình, đặc biệt vì điều kiện công tác cha không trực tiếp dành những tình cảm món quà, đặc biệt có nhờ tới bác đại diện gia đình sẽ chính thức trao món quà cho chú rể Xuân Cường và con dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Chúng ta dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Bác sẽ lời phát biểu chúc mừng ạ. Kính thưa các cố, thì cố cậu con thì cũng dự rồi, nhưng hôm nay có điều kiện hơi tuổi già thì cậu con có gửi quà với gửi một bài thơ là con đại diện cho cậu con là con địa con đọc đấy. Đây ông Cương đâu, tiền ông Cầm, ảnh ông Cầm nhá, đấy là quà của cậu con đấy và ông cố đấy, vâng, bài thơ vâng, xin ông cố xin bác cho được. Ave Maria mừng duyên mới, thánh gia mẫu mực gia đình, cố chúc hai chắc tâm tình hiển trung. Con mắt kém đọc kịch đi ạ. Con đọc lại đi ạ. Ave Maria mừng duyên mới, thánh gia mẫu mực gia đình, cố chúc hai chắc tâm tình hiển trung, trai tài gái sắc trung lòng, đạo đời cuộc sống luôn cùng bên nhau, tình yêu thánh thất nhiệm màu, rộng ban các chắc luôn nhiều thánh ân. Nghĩa nạc ngày 28/4/2024, ông cố Đa Minh Vinh Sơn Vũ Đình Cống. Không bằng con đâu, bà cố nữa mà. Con xin được cảm ơn những tình cảm chân quý đến từ cha cố Đa Minh Vinh Sơn Vũ Đình Công, Vũ Đình Cống ạ. Đặc biệt là cha đã dành những tình cảm, cha đã dành chúc mừng cho gia đình ông bà Cường Mai. Quý chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự diện đến từ hai bác Khang đã đại diện cho cha cố đã dành những tình cảm chúc mừng. Chúng ta dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Cũng như những tình cảm món quà tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời món quà đến từ bà cố ngoại. Bà cố ngoại của chú rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này, bà dành những tình cảm được thông qua những kỷ vật, những món quà giá trị nhất để chúc mừng cho hai cháu. Chúng ta cùng chào đón món quà đến từ bà cố ngoại với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Xin được trân trọng kính mời. Và xin mời bà cố ngoại sẽ lên sân khấu ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, các quan viên hai dòng họ rất thân mến, thật đúng là bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây, cháu yêu bà, cháu xòe bàn tay, bà trao quà cho chúng cháu hạnh phúc, cảm ơn bà rất nhiều. Xin mời bà cố ngoại sẽ dành những phần quà cao quý, những kỷ vật để chúc mừng cho hai cháu Xuân Cường và Thanh Mai trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, những món quà kỷ vật đến từ bà cố ngoại đó là một chiếc nhẫn rất giá trị để chúc mừng cho hai cháu trong ngày hôm nay. Đó là những lời chúc, những lời gửi
chúc cho bà luôn có những niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho bà luôn được sống bách niên dài não. Và chúng ta không quên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Món quà tình cảm tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố và mẹ thân sinh ra chú rể Xuân Cương. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ Cương Mai. Con xin được trân trọng kính mời bố và mẹ của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Đó là sự diện đến từ bố mẹ Cường Mai, đặc biệt với những tình cảm yêu thương đong đầy, được thông qua những món quà, những kỷ vật rất giá trị trong ngày hôm nay. Và đương nhiên rồi, con xin mời bố của chú rể Xuân Cương sẽ dành những lời chúc ý nghĩa, những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã hiện diện chung vui và chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Và đang được chứng kiến món quà tình cảm đến từ bố mẹ thân sinh ra chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Đó là tình cảm yêu thương đong đầy nhất mà bố và mẹ dành chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc này. Thật đúng là ở trong gia đình của chúng ta thì không ai to bằng cha bằng mẹ, mà chắt chiu tần tảo từng giọt sữa đầu đời, nơi con là để ước về sau, nơi con khôn lớn mong ngày kết duyên. Và đặc biệt trong ngày vui ngày phúc chúc mừng cho hai con Xuân Cương và Thanh Mai, trước đã và đang được chứng kiến những tình cảm yêu thương đong đầy đến từ bố và mẹ, và đặc biệt là với sự hiện diện đến từ toàn thể quý vị của quan viên hai dòng họ, chúng ta đã và đang được chứng kiến những món quà tình cảm đến từ bố và mẹ của chú rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Đó là những chiếc vòng kiềng, những chiếc nắc, những chiếc nhẫn đã và đang được trao tặng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Con xin được cảm ơn những tình cảm món quà đến từ bố và mẹ thân sinh ra chú rể Xuân Cương đã dành rất nhiều những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, trở lại với món quà tặng phẩm thì ban tổ chức tôi đã đón nhận được món quà rất đặc biệt, rất ý nghĩa đến từ bố mẹ thiêng liêng đỡ đầu của chú rể Xuân Cương. Vì điều kiện công tác, bố và mẹ thiêng liêng của chú rể không thể trực tiếp dành những tình cảm món quà tại sân khấu của gia đình, có nhờ tới ban tổ chức dành những món quà đến từ bố mẹ khiến là bố mẹ thiêng liêng của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Đó là món quà gửi Vietnam Airlines đến tay ban tổ chức, chúng tôi gửi tới cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được cô dâu và chú rể sẽ đón nhận món quà đến từ bác Kiến là bố mẹ đỡ đầu của chú rể trong ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến đã và đang trở lại với những món quà tặng phẩm chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và ngay giờ này thì chúng tôi xin được xin phép toàn thể quý vị tầm khoảng 3 phút để chúng tôi thông báo về có một chiếc chìa khóa xe máy của một bác đi dự thạch đám cưới đã có đánh rơi ở hôn trường. Nếu như ai nhặt được chiếc chìa khóa đó thì chúng ta sẽ gửi tận lại gia đình để gửi lại bác để cho bác trở lại với công việc trong buổi chiều hôm nay. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta đến với chương trình quảng cáo vừa rồi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất là mến, những món quà tình cảm tiếp theo xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta tiếp tục trở lại với những món quà tình cảm đến từ các bác, các cô, các chú, các thím bên nội của chú rể Xuân Cương. Xin được trân trọng kính mời. Xuân Cương sẽ trở lại sân khấu dành những tình cảm để thông qua những món quà, những kỷ vật để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, các bác, các cô, các chú sẽ lên từng gia đình một đúng không ạ? Theo sự nhà ý đến từ Bắc Khang thì chúng ta sẽ lên cả. Vâng, xin mời tất cả các bác, các cô, các chú, các thím ạ. Chúng ta nên ra lên cả để chúc mừng cho cô dâu và chú rể đi ạ. Xin mời chú Tinh ạ. Xin mời các bác, các cô, các chú, các thím chúng ta cùng hiện diện trên sân khấu dành những tình cảm món quà chúc mừng. Quý vị và các bạn rất là và đang trở lại với món quà tình cảm đến từ các bác, các cô, các chú, các thím bên nội của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay đã và đang dành rất nhiều những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Đó là những kỷ vật rất giá trị, những lời chúc ý nghĩa đến từ các bác, các cô, các chú, các thím. Xin được cảm ơn món quà tình cảm đến từ toàn thể quý vị. Với những món quà tình cảm tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời tới các bác, các chú, các dì, các cậu phía bên ngoài. Đặc biệt món quà đầu tiên đến từ gia đình bác Xuân cùng các anh các chị ạ. Xin được trân trọng. Bác Xuân xin mời bác Cang ạ. Hai bác Cang sẽ lên chụp
bác sẽ tặng những món quà tặng phẩm, sau đó đến được món quà bác Xuân ạ. Món quà đến từ gia đình bác Khang, cũng như món quà đến từ ba chị Huyền, chị Hương và chị Vân Anh. Đặc biệt bác Khang sẽ đại diện món quà đến từ ba chị Huyền, chị Hương, chị Vân Anh. Vì điều kiện công tác công việc, ba chị đã và không trực tiếp trở lại với sân khấu để dành tặng những món quà. Có nhờ tới bác Khang sẽ dành gửi những món quà, những kỷ vật chúc mừng cho hai cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời hai bác Khang sẽ dành những tình cảm món quà chúc mừng, cũng như hai bác sẽ đại diện cho món quà đến từ chị Huyền, chị Hương và chị Vân Anh. Xin được trân trọng kính mời. Con xin được cảm ơn những tình cảm món quà đến từ bác Khang, cũng như món quà đến từ các anh, các chị đến từ gia đình bác Khang đã dành tình cảm món quà chúc mừng. Món quà tiếp theo đến từ gia đình bác Xuân cùng các anh, các chị. Xin được trân trọng kính mời bác Xuân cùng các anh, các chị. Cũng như những tình cảm đến từ gia đình bác Xuân thì bác đã dành rất nhiều những tình cảm. Bác đã vượt một quãng đường hơn 2.000 cây số từ quê hương Bảo Lộc, Lâm Đồng, cũng đã trở về với sân khấu của gia đình họ nhà trai. Chúc mừng cho đôi duyên mới Xuân Cương và Thanh Mai với những món quà, những kỷ vật chúc mừng. Chúng ta dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Xin được cảm ơn món quà đến từ bác Xuân. Món quà tiếp theo đến từ gia đình bác Sửu. Đặc biệt vì điều kiện công tác, bác Sửu không trực tiếp dành những tình cảm món quà tại sân khấu, có nhờ tới anh chị Xuyên. Cũng như anh chị Xuyên sẽ dành những tình cảm đến từ gia đình bác Sửu, cũng như các anh các chị đến từ gia đình bác Sửu sẽ dành những tình cảm món quà chúc mừng. Xin mời anh chị Xuyên ạ. Anh chị Xuyên cũng đã và đang dành rất nhiều những tình cảm. Đặc biệt với những tình cảm thì anh chị Xuyên đã và đang công tác làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị Xuyên cũng đã dành những tình cảm vượt một quãng đường khá dài từ thành phố Hồ Chí Minh trở về với quê hương miền Bắc, quê hương Nam Định để chúc mừng cho hai em của mình, Xuân Cương và Thanh Mai. Chúng em xin được cảm ơn món quà tình cảm đến từ anh chị, cũng như cảm ơn bác Sửu đã dành những tình cảm món quà chúc mừng. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ gia đình bác Tình cùng các anh các chị. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời gia đình bác Tình cùng các anh các chị nhà bác Tình sẽ hiện diện dành những tình cảm món quà chúc mừng. Đó là những món quà đến từ anh chị Tài Nguyệt, anh chị Hùng Tươi, chị Thắm, dành những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Bác Tình. Món quà tiếp theo đến từ gia đình bác Hoan cùng các anh các chị. Đặc biệt là món quà đến từ anh gia đình và bác Hoan, cũng như anh chị Huy, anh chị Luân Huyền, anh chị Hệ Trang sẽ dành những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, rất đã và đang được trình diễn món quà đến từ gia đình bác Hoan cũng như các anh các chị. Đó là anh chị Huy, anh chị Luân Huyền, anh chị Hệ Trang đã và đang dành gửi những tình cảm món quà được thông qua chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Chúng tôi xin được cảm ơn món quà tình cảm đến từ gia đình bác Hoan cùng các anh các chị đã dành những tình cảm món quà chúc mừng cho chú rể Xuân Cương và cô dâu Thanh Mai. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ bác Cúc. Xin được trân trọng kính mời bác Cúc sẽ hiện diện trên sân khấu. Bác sẽ dành những tình cảm được thông qua những kỷ vật, những phần quà rất giá trị, rất ý nghĩa để chúc mừng cho hai cháu trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và đương nhiên rồi, con xin mời bác Cúc sẽ có lời phát biểu chúc mừng cho hai cháu ạ. Dạ vâng ạ, bác Cúc là một trong những người dì dòng của gia đình trong ngày hôm nay. Bác đã hỗ trợ công việc cho hai cháu của mình, Xuân Cương và Thanh Mai. Trước khi trở về với huấn trường gia đình họ nhà trai thì dì đã đại diện cho gia đình hướng dẫn cho cô dâu và chú rể thực hiện nghi thức thắp hương bàn thờ Thiên Chúa, bàn thờ Gia Tiên. Đó là một nghi thức rất tốt đẹp, rất trang trọng đến từ những người bên đạo Công giáo của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta cùng dành cho những món quà đến từ dì Cúc với những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Món quà tình cảm tiếp theo
gia đình chú dì quý cùng các em. Xin được trân trọng kính mời. Món quà đến từ chú dì quý cùng em Duy và em Đức. Quý vị và các bạn chốt đá và đang trở lại với món quà đến từ gia đình chú dì quý và em Duy, em Đức đã và đang dành những tình cảm món quà chúc mừng. Và đặc biệt với món quà đến từ chú dì quý cùng các em thì chúng ta sẽ được trực kiến những món quà tặng phẩm, sau đó là những lời ca tiếng hát đến từ em Duy sẽ gửi tới hội trường chúc mừng cho chú rể Xuân Cường và cô giáo Thanh Mai. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Xin mời em Duy sẽ có lời phát biểu chúc mừng cũng như những lời ca tiếng hát gửi tới hội trường. Bên em quá lớn, dẫu
rất chờ. Nơi cuối thì em không có gì, chỉ mong là anh chị sống với nhau nhường nhịn, nhẫn nhịn, yêu thương. Sống với nhau chữ nghĩa là quan trọng nhất mà. Cho nên là mọi sự cố gắng nhé. Xin được cảm ơn tiếng hát đến từ MC đã đại diện cho những tình cảm đến từ gia đình chú dì quý cũng như MC và em Đức đã gửi tới lời ca tiếng hát để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Sau lời ca tiếng hát thì MC đã gửi rất nhiều những lời chúc ý nghĩa để chúc mừng cho anh chị của mình trong ngày hôm nay. Chúng ta không quên dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với thời lượng chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay thì theo như sự nhạy ý đến từ gia đình cũng như ban tổ chức thì được thông báo tới toàn thể quý vị, chương trình sẽ được diễn ra tới tầm khoảng 14:30, tức là 2:30 trong buổi chiều nay. Vì vậy toàn thể quý vị, chúng ta tiếp tục dành những tình cảm để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc này, để chúng ta tiếp tục trực kiến những món quà tặng phẩm đến từ toàn thể quý vị. Ngay sau đây thì chúng ta cùng trở lại với món quà tình cảm đến từ cậu Lập và cậu Nghĩa. Đặc biệt là vì điều kiện cậu Lập và cậu Nghĩa đã và đang công tác làm việc tại quê hương Bảo Lộc, Lâm Đồng, và đặc biệt là cậu Mợ không thể trực tiếp dành những tình cảm tại sân khấu của gia đình, có nhờ tới em Long đại diện cho cậu Lập và cậu Nghĩa sẽ gửi tới món quà tặng phẩm. Chúc mừng, xin mời em Long. Và chúng ta cùng chào đón món quà đến từ cậu Lập và cậu Nghĩa, đó là sự hiện diện đến từ em Long đại diện cho món quà đến từ cậu Lập cậu Nghĩa, với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Món quà đến từ cậu Lập cậu Nghĩa sẽ là món quà đến từ cậu Mợ Lưu cùng các em, xin được trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn em Long đã đại diện cho món quà đến từ cậu Lập và cậu Nghĩa. Món quà tiếp theo đến từ cậu Mợ Lưu, xin được trân trọng kính mời. Xin mời cậu Mợ Lưu cũng như các em sẽ hiện diện dành những món quà chúc mừng. Xin mời cậu Lưu sẽ lời phát biểu chúc mừng ạ. Xin mời cậu. Vâng, kính thưa toàn thể các cố, ông bà, cha bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ rất thân mến. Ngày hôm nay là ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Con có món quà để chúc mừng cho hai cháu. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và giữ vững niềm tin như mọi tình cảm như thuở ban đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đó là những tình cảm lời chúc ý nghĩa đến từ cậu Mợ Lưu dành chúc mừng cho chú rể Xuân Cương và cô dâu Thanh Mai trong ngày hạnh phúc này. Và đặc biệt là trong lúc uống rượu của ban tổ chức thì cậu Lưu có nói rằng là trở nên sân khấu thì tôi muốn nói rất nhiều những điều chúc mừng cho hai cháu, nhưng tôi lên sân khấu thì tôi cảm giác thấy hơi run, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, còn bao nhiêu nữa thì tôi nhờ ông ban tổ chức ông sẽ giới thiệu để chúc mừng cho hai cháu của chúng tôi trong ngày hạnh phúc này. Và đặc biệt là cậu Lưu có nói ban tổ chức rằng là khi nhận được cánh thiệp hồng cưới đến từ hai cháu Xuân Cương và Thanh Mai thì cậu Mợ đã phân vân rất nhiều về món quà tặng phẩm. Có những đêm thì cậu Mợ đã không ngủ. Và đặc biệt có những đêm Mợ có nói với cậu rằng là khả năng là tôi sẽ đi chợ để tôi mua đưa gà. Nếu hôm đám cưới thì của hai cháu thì ông sẽ xách đến để ông chúc mừng cho hai cháu. Nhưng ông Lưu ông này bảo chứ đâu bây giờ thời kỳ 4.0 rồi, ai còn xách gà xách vịt để đám cưới, nó nổi thổi nách thách. Nhà mình có gì quy hết ra vàng, quy hết ra phong bì để chúc mừng cho hai cháu. Nếu hôm đám cưới xong hai cháu nó đi chợ Lạc Đạo, chợ Liễu Đề, chợ Quý Nhất, nó mua gà to, gà bé, gà đực, gà mái thì kệ chúng nó. Nhưng không sao, quà gì chúng ta cũng nổi như chàng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Cảm ơn món quà đến từ cậu Mợ Lưu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, cậu Mợ Lưu là một trong những người cậu Mợ của chú rể Xuân Cương, cũng như cậu Mợ Lưu đã và đang đảm nhiệm về lĩnh vực tổ chức sự kiện, về phông rạp, bàn ghế, bát đĩa, âm thanh tổ chức sự kiện, đã và đang phục vụ tại hôn trường của gia đình. Chúc mừng cho hai cháu Xuân Cương và Thanh Mai. Chúng ta tiếp tục dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, cũng như trở lại với những món quà tình cảm tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta tiếp tục hướng mắt về sân khấu đến với những món quà đến từ phía gia đình họ nhà gái trong ngày hạnh phúc này. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bố mẹ đỡ đầu của cô dâu Thanh Mai, tức là anh chị Duy là anh chị của cô dâu và là bố mẹ đỡ đầu. Xin được trân trọng kính mời anh chị Duy cùng các cháu sẽ hiện diện trên sân khấu dành tình cảm món quà chúc mừng. Món quà đến từ anh chị Duy là bố mẹ đỡ đầu sẽ là món quà đến từ cô Lan. Quý vị và các bạn rất đã và đang trở lại với món quà tình cảm đến từ bố mẹ đỡ đầu, tức là anh chị Duy cùng các cháu và gia đình đã và đang dành những tình cảm món quà chúc mừng cho chú rể Xuân Cương và cô dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay.
Xin được cảm ơn món quà đến từ bố mẹ đỡ đầu của cô dâu Thanh Mai. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ cô Lan. Cô Lan đến từ quê hương Bảo Lộc, Lâm Đồng. Cô Lan là cô của cô dâu Thanh Mai. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời cô Lan sẽ hiện diện trên sân khấu dành những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Đặc biệt đó là những món quà tình cảm đại diện cho cô Lan đúng không ạ? Sẽ dành chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Món quà tiếp theo đến từ cô chú Công Sen. Vì điều kiện công tác và làm việc tại miền Nam, cô chú Công Sen sẽ cử đại diện để chúc mừng cho đôi duyên mới. Chúng ta tiếp tục dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Xin được cảm ơn anh đã đại diện cho món quà đến từ cô Lan và cô chú Công Sen trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ anh chị Tùy Hoa, là những người anh, người chị của cô dâu Thanh Mai. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, xin mời chị ạ. Chị sẽ dành những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Vâng, xin mời chị sẽ đại diện cho món quà đến từ cô chú Công Sen đã và đang công tác làm việc tại miền Nam. Rất tuyệt vời, rất ý nghĩa với rất nhiều những món quà trên mọi miền Tổ quốc đã và đang được ghi nhận tại hội trường của gia đình trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Món quà tiếp theo đến từ anh chị Tùy Hoa, là anh chị của cô dâu. Lời đầu tiên gửi tới cây cố, cây ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nữ một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Hôm nay ngày vui của hai em, cũng chẳng biết nói gì, vợ chồng con có tí quà mừng cho hai em, chúc hai chị em trăm năm hạnh phúc. Không biết bà có gì không, tôi chẳng có gì đâu. Bye mọi người. Con cũng có lời ca tiếng hát gửi tới các cố, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, bài Chân Tình. Chơi luôn anh ạ. Tình yêu tìm tay nguyên vẹn sao.
chờ đợi ai. Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu quân mặt trên vai anh khóc hòa. Nhưng con đường anh đi tôi cũng đưa anh về bên em. Như anh đã sống với bước đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không biết chân tình dành hết cho dành hết cho em. Nghe nào, nghe nào. Xin được cảm ơn các bạn tình cảm đến từ gia đình nhà chị Thủy Hoa rất là nhiều. Quý ngày sau đây xin mời cô dâu và chú rể tiếp tục trở lại sân khấu để đón nhận những tình cảm món quà đến từ toàn thể quý vị. Cũng như để đảm bảo về thời lượng chương trình trong buổi chiều hôm nay, thì ngay sau đây ban tổ chức sẽ liên tục giới thiệu tất cả những món quà tặng phẩm đến từ toàn thể quý vị. Để chúc mừng cho cô dâu và chú rể, cũng như ban tổ chức tôi giới thiệu thì toàn thể quý vị chúng ta sẽ nên tặng quà, sau đó cùng lưu lại những thước phim đẹp nhất. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển xuống phía dưới để đảm bảo thời lượng chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ gia đình anh chị Thịnh Tuyết, đó là những người anh người chị của cô dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Sau món quà đến từ gia đình anh chị Thịnh Tuyết sẽ là món quà đến từ em Cảnh. Cũng như món quà đến từ cô Tốt thì ngay sau ít nữa chúng tôi sẽ giới thiệu, vì đặc biệt là cô Tốt sẽ dành những tình cảm món quà, sau đó cô sẽ gửi tới những bản tình ca chúc mừng. Vì vậy chúng tôi xin được lưu ý tới món quà đến từ gia đình cô Tốt thì sẽ lưu lại ngay sau ít nữa. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với món quà tình cảm đến từ anh chị Thịnh Thầy cũng như gia đình em Thành Phương và em Thanh sẽ hiện diện trên sân khấu dành những tình cảm món quà chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng. Xong món quà đến từ các em của chú rể Xuân Cương, đó là em Cảnh, gia đình em Thành Phương. Món quà đến từ em Thành, chúc mừng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Quang sẽ làm công tác chuẩn bị. Thật là anh kiến đích tình cảm, món quà đến từ những người em của chú rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Tôi xin được cảm ơn món quà đến từ em Cảnh, em Thành Phương và em Thanh. Món quà tiếp theo đến từ em Quang, xin được trân trọng kính mời. Sau món quà đến từ em Quang sẽ là món quà đến từ em Duy và em Kiệt. Xin mời món quà đến từ em Quang. Cảm ơn món quà đến từ em Quang. Món quà tiếp theo đến từ em Duy và em Kiệt, xin được trân trọng kính mời. Sau món quà đến từ em Duy và em Kiệt sẽ là món quà đến từ em Thịnh và em Đoàn của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời. Sau món quà đến từ em Duy và em Kiệt sẽ là món quà đến từ em Thịnh và em Đoàn. Đặc biệt là những tình cảm đến từ em Thịnh và em Đoàn đã và đang công tác tại miền Nam, cũng đã dành những tình cảm trở về với hội trường của gia đình. Chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Cảm ơn món quà đến từ em Duy và em Kiệt. Món quà tiếp theo đến từ em Thịnh và em Đoàn, xin được trân trọng kính mời. Quý vị và các bạn đã và đang trở lại với món quà đến từ em Thịnh và em Đoàn. Những món quà tiếp của cô dâu Thanh Mai, xin được trân trọng kính mời cháu Đạt và cháu Ngọc. Sau món quà đến từ cháu Đạt và cháu Ngọc sẽ là món quà đến từ hai cháu Hoàng và cháu Thương. Xin cảm ơn món quà đến từ cháu Đạt và cháu Ngọc. Ngay sau đây sẽ là món quà đến từ cháu Hoàng và cháu Thương. Xin được trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo đến từ em Phương. Dạ vâng ạ, món quà em Phương, em Thủy, em Duyên sẽ trở lại sau. Ngay sau đây sẽ là món quà đến từ cô đây giới thiệu món quà
của cô Tốt sau các em cũng như các anh các chị. Và ngay sau đây chúng ta cùng chào đón món quà đến từ cô Tốt. Kính thưa quan viên hai bên dòng họ cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày vui của Xuân Cương và Thanh Mai. Con có một bài hát để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Bài hát ở miền Cana.
bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi Ngài vui trong theo từng đứa đôi. Nguyện xin Giê-xu nói đứng đây, dìu đưa cha mừng nói ngàn nơi. Người tay trong con xin cảm ơn tiếng hát đến từ cô Tốt đã dành với ca khúc Hoa Nở Miền Cana để chúc mừng cho cô dâu. Và chúng ta dành những tràng pháo tay đồng nhiệt để cảm ơn. Đó, và kính thưa tất cả quý vị thân mến, cũng như ngày sau đây chúng ta tiếp tục cả trở lại với những món quà tình cảm. Xin được trân trọng kính mời món quà đến từ em Phương, em Thủy và em Duyên, là những người em của cô dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Món quà đến từ em Phương, em Thủy và em Duyên sẽ là những món quà đến từ những người bạn của cô dâu và chú rể. Món quà đến từ các bạn lớp 9B của chú rể. Món quà đến từ bạn đồng nghiệp. Món quà đến từ anh em bạn cùng làng với cô dâu. Món quà đến từ ban giới trẻ và ban giáo lý giáo xứ đồng nhân sẽ làm công tác chuẩn bị trong ngày hôm nay. Và chúng ta cùng chào đón món quà đến từ em Phương, em Thủy, em Duyên. Xin cảm ơn ngày hạnh phúc này. Xin được cảm ơn các em rất nhiều. Món quà tình cảm tiếp theo đến từ những người bạn lớp 9B cùng với chú rể Xuân Cương. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị và các bạn chưa đã và đang trở lại với những người bạn của chú rể Xuân Cương trong ngày hôm nay. Đó là những người bạn học của chú rể đến từ lớp 9B. Xin mời các bạn xem lời phát biểu chúc mừng. Hôm nay cũng là ngày vui của hai bạn. Con xin phép các cố cụ ông cụ bà cô dì chú bác tập thể bạn mẹ thanh nam nữ, hôm nay con cũng món quà nhỏ nhỏ gửi tặng đến hai bạn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc ạ. Quý vị và các bạn chốt đá và đang trở lại với những người bạn đồng nghiệp của cô dâu Thanh Mai với những phần quà, những lời chúc ý nghĩa chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Sau món quà đến từ những người bạn đồng nghiệp sẽ là món quà đến từ anh em bạn cùng làng với cô dâu Thanh Mai. Xin được cảm ơn bạn đồng nghiệp của cô dâu. Món quà tiếp theo đến từ anh em bạn cùng làng với cô dâu Thanh Mai trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Món quà đến từ anh em bạn cùng làng với cô dâu sẽ là món quà đến từ ban giới trẻ và ban giáo lý giáo xứ đồng nhân. Và chúng ta cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn món quà đến từ anh em bạn cùng làng với cô dâu Thanh Mai trong ngày nay với phần quà chúc mừng. Món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện ban giới trẻ và ban giáo lý viên giáo xứ đồng nhân sẽ dành những tình cảm món quà chúc mừng. Chúng tôi xin mời bố đại diện giới trẻ sẽ có lời phát biểu chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, các cố cùng quan viên hai dòng họ cùng các bạn bè nam nữ, con là bên ban giới trẻ và trưởng ban giáo lý viên của giáo xứ đồng nhân. Thì chỗ cô dâu là cô là Thanh Mai là đang phụ trách bên giáo lý viên và giới trẻ của giáo xứ chúng con.
ban giám lý và giới trẻ có món quà nho nhỏ tặng cho hai bạn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Xin được cảm ơn ông bố giới trẻ giáo xứ Đồng Nhân đại diện cho món quà đến từ ban giới trẻ, gửi đến ban giáo lý giáo xứ Đồng Nhân, nơi mà cô dâu Thanh Mai đã và đang sinh hoạt công tác tại giáo xứ Đồng Nhân. Đó là những tình cảm món quà đến từ ban giới trẻ cũng như ban giáo lý dành chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Đặc biệt trong lúc đăng ký với ban tổ chức thì ban giới trẻ, ban giáo lý có đăng ký chương trình nhạc DJ, nhưng vì điều kiện thời lượng chương trình trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi những được đón nhận sự thông cảm đến từ ban giới trẻ và ban giáo lý để chúng tôi tiếp tục trở lại với chương trình chúc hôn cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị của các viên hài sòng họ rất thân mến, với một thời lượng chương trình đã khá dài, ban tổ chức tôi đã giới thiệu những món quà tình cảm đến từ toàn thể quý vị, thế là thông qua những lời ca, tiếng hát, những lời chúc ý nghĩa cũng như những kỷ vật để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày hạnh phúc này. Và các bạn, đến giờ phút này thì chúng ta đã cơ bản giới thiệu tất cả những món quà tặng phẩm mà chúng ta đã đăng ký với ban tổ chức, cũng như chúng tôi xin được nhã ý tới toàn thể quý vị, nếu như còn món quà nào mà chúng ta đã đăng ký với ban tổ chức mà chúng tôi chưa tiện giới thiệu thì chúng ta tiếp tục nhã ý để chúng tôi tiếp tục giới thiệu chúc mừng cho Xuân Cương và Thanh Mai trong ngày hạnh phúc này. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, đi tổ chức rất nhiều những tiệc đám cưới cho cô dâu và chú rể. Có một điều mà ban tổ chức cũng như toàn thể quý vị chúng ta đi dự tiệc đám cưới, có một điều mà chúng ta không mong muốn. Đó là chúng ta đi dự tiệc đám cưới thì thường thường là chúng ta hay chuẩn bị những món quà tặng phẩm, đúng không ạ? Món quà tặng phẩm thì chúng ta hay để túi áo túi quần. Mà đến đám uống rượu no say rồi, về nhà lên giường nằm ngủ rờ túi vẫn thấy quà. Đó là điều ban tổ chức cũng như toàn thể quý vị không mong muốn, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta kiểm tra lại túi áo túi quần, nếu như còn quà thì chúng ta tiếp tục đăng ký với ban tổ chức để chúng tôi tiếp tục giới thiệu cho cô dâu và chú rể. Nếu như còn quà thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến tầm khoảng 23 giờ đêm nay. Chúng tôi vẫn giới thiệu chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Thế là nói như thế mà chẳng thấy ai rờ túi áo túi quần, đúng không ạ? Như vậy là hết quà rồi, đúng không ạ? Hết quà thì ban tổ chức tôi sẽ trở lại với những nghi thức thủ tục lễ nghi tiếp theo. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất thân mến, thật đúng là anh đi thì anh nhớ quê nhà, nhớ cánh sông uống, nhớ cả dầm tương, nhớ ai dãi nắng dầm sương, nhớ ai tát nước bên đình năm nào, mà cây đa bến nước với sân đình, từ nay giếng nước sẽ hình đôi ta. Trở về với buổi lễ chúc hôn cho đôi xuân mới Xuân Cương và Thanh Mai, trước đã và đang được chứng kiến rất nhiều những nghi thức thủ tục lễ nghi, những niềm vui, niềm hạnh phúc, sự hiện diện, những tình cảm chân quý đến từ toàn thể quý vị. Đặc biệt không thể thiếu đó là sự hiện diện đến từ toàn thể quý vị, quý quan viên gia đình họ nhà gái với công tác dẫn dâu trở về với hôn trường gia đình họ nhà trai trong ngày hạnh phúc này. Chúng con xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Riệp, ông hiện diện trên sân khấu có lời phát biểu chúc hôn giao dâu, xin được trân trọng kính mời. Và chúng ta cùng chào đón ông với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Kính thưa quan viên hai dòng họ cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ, hôm nay là ngày này tháng tốt của hai cháu được ưu ái của cha xứ cũng như lãnh đạo của địa phương. Hôm nay cũng được ông bà ông Cường cũng như ông bà ông Diệp cũng được cho hai cháu được tìm hiểu nay nên vợ thành chồng. Tôi cũng đại diện cho họ nhà gái cũng xin cảm ơn họ nhà trai đã sự tiếp đón họ nhà gái chúng tôi. Tôi đại diện cho họ nhà gái cũng xin hết lòng cảm ơn sự nhiệt tình của họ nhà trai. Tôi cũng đại diện cho họ nhà gái cũng có một chiếc phong bì nhỏ để tặng cho hai cháu, để chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc ạ. Chúng con xin được cảm ơn bác đại diện gia đình họ nhà gái trong ngày hạnh phúc này đã có lời phát biểu chúc hôn và giao dâu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất mến, trở lại với lời phát biểu chúc hôn và giao dâu của vị đại diện gia đình họ nhà gái, gia đình ông bà Riệp. Thì trước tiên ông đại diện gia đình họ nhà gái, ông đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt đến từ phía gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường Mai đã bố trí căn phòng lễ thành hôn trang trọng và lịch sự, tiếp đón gia đình họ nhà gái nhiệt tình chu đáo. Và đặc biệt gia đình họ nhà gái trở về đây xin phép được dẫn người con, người cháu của gia đình, tức là cô dâu Thanh Mai được trở về gia đình họ nhà trai, để cô dâu Thanh Mai trước tiên được làm tôi tiên tổ, làm dâu trong dòng họ, làm con của ông bà Cường Mai và đặc biệt làm vợ của chú rể Xuân Cương trong ngày hạnh phúc này. Và đặc biệt với lời phát biểu đó thì ông có nhã ý rằng là mỗi một vùng quê, mỗi một vùng miền, mỗi một gia đình đều có những nội quy, quy định, những nếp sống văn hóa khác nhau. Những mong muốn được đón nhận sự yêu thương đùm bọc đến từ phía gia đình họ nhà trai, đặc biệt là gia đình ông bà Cường Mai sẽ vun đắp vun trồng để cho cô dâu Thanh Mai một sớm một chiều trở thành dâu hiền con thảo của quý quan viên hai dòng họ.
Và đặc biệt với lời phát biểu đó thì ông không quên căn dặn hai cháu của mình, chú rể Xuân Cương và nàng dâu Thanh Mai một câu rằng là: chú rể Xuân Cương ơi, người ta thường nói dạy trẻ từ thuở còn thơ, mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Cũng như ông đặc biệt căn dặn người cháu gái của mình một câu rằng là: Chồng dần thì con phải nuôi nời, như cơm sôi con nhỏ nửa thì cả đời chẳng khê. Thật vậy, với rất nhiều những lời chúc ý nghĩa đến từ vị đại diện gia đình họ nhà gái trong ngày hạnh phúc này, vị đại diện gia đình họ nhà gái đã chính thức giao dâu và chúc hôn. Thưa cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị rất là mến, cũng như trở lại với những nghi thức thủ tục lễ nghi tiếp theo, chúng tôi xin được trân trọng và kính mời một vị đại diện gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường Mai, ông hiện diện trên sân khấu, ông có lời phát biểu chúc hôn, nhận dâu, cảm ơn và đáp từ. Xin được trân trọng kính mời, và chúng ta cùng chào đón ông với những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Kính thưa các cố quan viên hai dòng họ, hôm nay là ngày trăm năm hạnh phúc của hai cháu, được sự quan tâm đội ơn Thiên Chúa, cảm ơn tất cả các ông các bà cũng như họ nhà gái đã tới, họ nhà trai cùng họ nhà trai chúng tôi thì tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Tôi xin đại diện trong bà ông Cường cũng như họ nhà trai chúng tôi xin được cảm ơn các ông các bà đã bớt chút thời gian đến cùng chung vui với hai gia đình ông bà ông Cường với ông Diệp và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin được cảm ơn. Và trước khi xin được chúc sức khỏe tất cả các ông các bà luôn được mạnh khỏe, bằng an và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể quý vị rất mến, đó là lời phát biểu chúc hôn, nhận dâu, cảm ơn, đáp từ rất tuyệt vời, rất ý nghĩa đến từ vị đại diện gia đình họ nhà trai, gia đình ông bà Cường trong ngày hạnh phúc hôm nay. Đặc biệt với lời phát biểu thì trước tiên ông cảm ơn sự diện những tình cảm chân quý đến từ toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ. Nhưng trong sự tiếp đón còn có điều gì chưa nên chưa tốt, những mong muốn được đón nhận sự thông cảm đến từ toàn thể quý vị, quý quan viên hai dòng họ. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Chào xuân, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một sao giữ em tay trong tay. Những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không